Theo thông tin chính thức từ nhà sản xuất piano gạo cội đến từ Đức, đó là Rogen, thì những cái đàn mà họ đã, đang và sẽ xuất khẩu đi khắp thị trường trên thế giới, trong đó có Việt Nam mà Impressible đang phân phối, thì những logo ở trên cây đàn của họ đều là những logo được mạ vàng 24K sáng bóng, và trong đó có cái truyền tròn logo của họ ở trên khung gang thì cũng được mạ vàng 24K. Quý vị đều biết vàng sẽ cho ra một màu sắc đẹp, ống ả và không bị xỉn màu theo thời gian, khác với chất liệu đó là đồng. Đối với những cái đàn piano cũ, kể cả đàn piano mới, nếu như logo của họ được mạ bằng đồng thì sau một thời gian sử dụng thì sẽ có tình trạng đó là xuống màu. Và để làm mới lại, sáng bóng lại thì quý vị phải dùng hóa chất để đánh bóng những cái logo đó. Vì sao tông màu chủ đạo của những cái đàn piano lại là màu đen bóng và những chi tiết mang tính biểu tượng như là logo của họ thì lại là màu vàng đồng? Bởi vì đơn giản đây là hai màu sắc chủ đạo biểu tượng cho sự sang trọng, lịch lãm, quý phái và sự vĩnh cửu, không lạc hậu theo thời gian. Và đây cũng là hai màu sắc chủ đạo của piano showroom cao cấp Impressible của chúng tôi. Và trong thời gian tới chúng tôi rất mong được tiếp đón quý vị ghé thăm, trải nghiệm và phục vụ quý vị. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.